Ngày hôm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023 tại khoảnh 1, tiểu khu 22 thuộc khu vực Khe Liềm, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, đại diện lãnh đạo huyện Phong Điền và các ban ngành liên quan. Hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, tại khu rừng Khe Liềm, các đơn vị chủ rừng, ban ngành chức năng, hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thuận Thiên, trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt, đơn vị tài trợ đã trồng 20 hectare rừng cây bản địa với 17 loài. Đây là mô hình phục hồi rừng trên đất bị chiến tranh tàn phá, hướng đến quản lý và sử dụng bền vững diện tích đất rừng đặc dụng, phục hồi rừng cây bản địa nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời phục vụ bảo tồn, nghiên cứu đặc điểm sinh thái, khả năng sinh trưởng các loài cây bản địa, cung cấp giống cho các dự án trồng rừng sau này. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các lực lượng ra quân trồng 93 cây bản địa các loại, bổ sung vào diện tích 20 hectare rừng trồng năm 2021 tại khu vực Khe Liềm, nhằm nâng cao giá trị, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái. Sau hơn một năm trồng thử nghiệm, diện tích rừng bản địa được đánh giá phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, môi trường ở vùng Khe Liềm và trên địa bàn tỉnh. Phát huy kết quả này, năm 2022, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt và Hợp tác xã Lâm nghiệp Bền vững Thuận Thiên phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hương trồng gần 30 hectare cây gỗ bản địa với 15 loài, phù hợp với sinh cảnh tự nhiên, tỷ lệ sống đạt cao. Theo kế hoạch, năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tiếp tục đầu tư hỗ trợ mô hình trồng rừng bản địa trên đất quy hoạch phòng hộ cho một cộng đồng thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền nhằm đa dạng hóa mô hình trồng cây bản địa đa loài. Dịp này, lãnh đạo tỉnh và Chi cục Kiểm lâm kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, các ban ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây gây rừng, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.